Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Chiều nay ngày 16 tháng 9, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vừa Thị Liên, trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về kết quả triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tỉnh Điện Biên tại xã Mường Đun, huyện Tùa Chùa. Báo cáo đoàn giám sát của xã Mường Đun về kết quả triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tỉnh Điện Biên cho thấy, những năm qua, xã Mường Đun đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, phối hợp kịp thời với các cơ quan chuyên môn của huyện, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch, chính sách về lĩnh vực dân tộc, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Giai đoạn 2017-2019, thực hiện các chương trình dự án, chính sách dân tộc do Ủy ban Nhân dân xã làm chủ đầu tư, xã Mường Đun đã thực hiện 6 công trình về giao thông thủy lợi, đã thực hiện giải ngân hơn 4 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát thảo luận và đóng góp một số ý kiến, phân tích cụ thể những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn xã, như tỷ lệ lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số trong Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, làm rõ thêm những vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình dự án do xã làm chủ đầu tư, việc thanh quyết toán các công trình dự án trên địa bàn. Phát biểu buổi làm việc, đồng chí Vừa Thị Liên, trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến kiến nghị của xã Mường Đun. Đồng chí đề nghị địa phương cần nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn về chính sách dân tộc, kịp thời thanh quyết toán các công trình dự án, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Tham gia hội thi có 15 báo cáo viên, tuyên truyền viên được lựa chọn từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn ngành. Với chủ đề son sắt niềm tin, vững vàng lý tưởng, 15 báo cáo viên sẽ phải trải qua 3 phần thi, gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Trong đó, nội dung thi sẽ tập trung theo 4 nhóm chuyên đề: nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế nổi bật, chỉ thị số 35 của Đảng, quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với nhiệm vụ công tác của đơn vị. Đây là năm thứ hai Công an tỉnh tổ chức hội thi nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận thống nhất trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời là dịp để báo cáo viên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Đây cũng là những báo cáo viên tuyên truyền viên đắc lực trong việc tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, trọng điểm về an ninh trật tự ở cơ sở. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của người dân về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm tái định cư số 1 và số 3 thuộc dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên. Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích thu hồi thêm là trên 171 ha, dự kiến có trên 1.200 hộ thuộc 8 tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 của phường Thanh Trường và hai xã Thanh Hưng, Thanh Luông, huyện Điện Biên nằm vào vùng bị ảnh hưởng. Hai điểm tái định cư số 1 và số 3. Dự kiến bố trí tái định cư cho 790 hộ dân tại điểm tái định cư trên diện tích 15,16 ha. Về cơ bản, các hộ dân đều ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Những vấn đề được người dân quan tâm và trao đổi là việc xác định giá đất thu hồi, giá đất tái định cư, tiến độ thực hiện dự án, các khoản hỗ trợ di chuyển chỗ ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ sản xuất nông nghiệp. Các ý kiến của người dân đã được thực hiện thông qua phiếu lấy ý kiến. Theo kế hoạch, sau hội nghị này, các ý kiến kiến nghị của người dân sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt và tiến hành các bước tiếp theo thực hiện dự án.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2 2017-2020. Hạng mục công trình hạ tầng xã hội trường tiểu học Thanh Minh tại địa bàn xã Thanh Minh. Theo đó, hai hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất đều thuộc bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, gồm thửa đất số 010211 của ông Nguyễn Quốc Hạnh và bà Phạm Bích Hồng, thửa đất số 03 của ông Nguyễn Đức Việt, tổng diện tích đất thu hồi trên 3.300 m², hình thức cưỡng chế trực tiếp. Mặc dù đã được thông báo có mặt tại buổi cưỡng chế, nhưng các hộ gia đình bị thu hồi đất đều không có mặt. Việc xây dựng dự án công trình trường tiểu học Thanh Minh là cấp thiết, phục vụ nhu cầu của bà con và để đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thiện dự án theo kế hoạch yêu cầu, Ủy ban nhân dân thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nằm trong quy hoạch công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong vùng dự án đồng thuận chấp hành chủ trương của nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên đến thời điểm này, các hộ trên vẫn cố tình không nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ gia đình trên theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị và các bạn, 43 trên 1.000 là số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm thanh toán hóa đơn điện tử. Con số trên đã phần nào thể hiện được những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp khi triển khai thực hiện Nghị định 119/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. Việc triển khai hóa đơn điện tử đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng, cơ quan thuế, như giúp giảm tới 70% quy trình phát hành, 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn, rút ngắn thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giúp ngành thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hiện nay mới chỉ có 43 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử. Con số này được đánh giá là quá thấp so với con số hơn 1.000 đơn vị doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế điện tử. Sau hôm nay thì Hiệp hội có trách nhiệm đối với các thành viên trong Hiệp hội và các doanh nghiệp trong tỉnh là có vấn đề gì vướng mắc trực tiếp về những việc thuế thì Hiệp hội sẵn sàng trao đổi với ngành thuế và chi cục thuế các huyện thị để triển khai và hướng dẫn cho các doanh nghiệp cụ thể để thực hiện đúng theo luật thuế nhà nước. Nghị định số 119 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ nêu rõ, chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2020, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn thông thường sang hóa đơn điện tử. Đồng thời, theo Nghị định 51 và 04 cũng quy định, từ ngày này, hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thông thường sẽ không còn hiệu lực. Bởi vậy, các doanh nghiệp cùng với cơ quan thuế phải chuẩn bị kiến thức để sử dụng hóa đơn điện tử. Trong cả một cái giai đoạn mà hiện nay thì các cái doanh nghiệp cùng với cơ quan thuế cũng phải chuẩn bị cho mình cái thứ nhất là về cái kiến thức để cái việc mà sử dụng hóa đơn điện tử. Cái thứ hai là cũng phải chuẩn bị các cái hạ tầng, ví dụ như là các cái phần mềm, rồi cũng như là các cái máy móc, cũng như là cái cách quản lý, bởi vì là đối với việc là sử dụng hóa đơn điện tử thì cái cách quản lý nó có thể là phải khác hơn so với lại cái hóa đơn giấy. Doanh nghiệp phải chuẩn bị để đào tạo cho người sử dụng là kế toán, rồi các cái bộ phận bán hàng để làm thế nào đấy có thể sử dụng ứng dụng hóa đơn điện tử một cách thuận lợi nhất. Để giải quyết được những khó khăn khi triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, vừa qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tập huấn phổ biến và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về thuế, chứng từ kế toán và hóa đơn điện tử. Gần 200 doanh nghiệp tham gia đã được giới thiệu nội dung Nghị định 119/2018 của Chính phủ về quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, những sai sót thường gặp đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi thấy rằng là cái buổi tập huấn ngày hôm nay rất là hữu ích đối với các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị sử dụng cái hình thức với hóa đơn điện tử. Thì với cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì là giúp ích cho cái tôi, với riêng bản thân tôi cá nhân là người trực tiếp làm, thì tôi thấy rằng là sẽ giúp ích được trong cái việc đó là giải đáp được một số những cái thắc mắc mà hiện tại đơn vị đang áp dụng mà mắc phải. Với cái buổi tập huấn như này thì sẽ giúp ích được cho các doanh nghiệp
các doanh nghiệp nói chung cũng như là cái doanh nghiệp đơn vị tôi là trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên nói riêng sẽ có thể là áp dụng, ứng dụng các hình thức hóa đơn điện tử làm sao để đảm bảo được là theo đúng pháp luật, theo đúng cái hướng dẫn của các đơn vị cơ quan thuế. Hiện nay, gần 100% các doanh nghiệp tỉnh ta đều đã thực hiện việc kê khai và nộp thuế điện tử, sử dụng chữ ký số nên đã đủ điều kiện về giao dịch điện tử. Thông qua việc giải đáp tháo gỡ vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp cho các doanh nghiệp nắm rõ các quy định về hóa đơn điện tử, các chứng từ kế toán, cũng như sớm triển khai chuyển đổi để tránh vi phạm các quy định của nhà nước trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan. Theo thống kê của ngành chức năng, năm học 2019-2020 này, Điện Biên còn thiếu hơn 1.100 biên chế giáo viên mầm non. Qua giả soát, hiện nay giáo viên mầm non ở tỉnh ta chỉ có 1,25 giáo viên trên lớp, tức là chỉ đạt một nửa so với quy định từ 2,2 đến 2,5 giáo viên trên lớp. Nguyên nhân thiếu nhiều giáo viên mầm non như hiện nay là do trong những năm gần đây số trẻ trong độ tuổi ra lớp tăng nhiều, dẫn đến tăng quy mô trường, lớp học và giáo viên giảng dạy. Giải pháp trước mắt khắc phục cho vấn đề này chính là đội ngũ ban giám hiệu các trường còn thiếu giáo viên phải trực tiếp tham gia đứng lớp giảng dạy. Ngành giáo dục tỉnh cũng đang tiếp tục rà soát, bố trí lại các trường lớp học, sĩ số học sinh cho hợp lý, đồng thời đề nghị tỉnh và các cơ quan chức năng tuyển dụng, bổ sung số giáo viên đang thiếu, khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập để giảm tải cho đội ngũ giáo viên bậc học này. Thưa quý vị và các bạn, được học tập trong những ngôi trường khang trang, được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, được hướng dẫn những kỹ năng sống cần thiết, nên ngay từ những tuần đầu của năm học mới, tỷ lệ học sinh chuyên cần ở huyện Mường Trà đã có chuyển biến tích cực. Năm học này là năm thứ tư trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Huệ Lèng thực hiện mô hình trường bán trú. Không chỉ học sinh từ lớp 3 trở lên mà hơn 20 học sinh đầu cấp tại các bản Ca Dính Nhè và Nậm Chua, cách xa trường từ 25 km đến 65 km cũng được đưa về điểm trường trung tâm học nội trú. Hai năm học gần đây, 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp trên địa bàn đều đến trường đúng thời gian quy định. Nhà trường không phải bố trí giáo viên huy động. Học sinh ăn ở bán trú được nhà trường phục vụ chu đáo, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Nhà trường cũng thực hiện đầy đủ các bước về xuất nhập khẩu rồi là những cái thực phẩm để có nguồn gốc cụ thể và có hợp đồng ngay từ đầu năm học đối với lại cái nhà cung ứng về thực phẩm cho các em học sinh. Và các bước thì nhà trường cũng làm đầy đủ các bước, có khi nhập vào nhà trường cũng có cho y tế, nhà trường có y tế học đường và kiểm tra trước khi nhập. Và khi xuất cho nhà bếp thì cũng có y tế để kiểm tra. Và khi trước khi chín và khi nấu ăn xong thì nhà trường cũng có các y tế và có cả các cô giáo, thậm chí có cả phụ huynh cũng giám sát thực tế để đảm bảo cho các em học sinh đầy đủ về các bữa ăn. Năm học này, huyện Mường Trà có 17 trường triển khai mô hình trường học bán trú với hơn 4.500 học sinh bán trú. Nghị định 116 của Chính phủ được triển khai từ năm 2016 đã giúp các trường bán trú có thêm nguồn lực để chăm sóc học sinh hệ bán trú. Mỗi học sinh bán trú được hưởng kinh phí hỗ trợ bằng 40% mức lương cơ bản và 15kg gạo sử dụng trong một tháng. Đây là nguồn lực quan trọng để chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại các trường bán trú. Đối với bữa ăn thì chỉ đạo các nhà trường là lưu ý cái khâu là chế độ chính sách đảm bảo theo đúng cái tiêu chuẩn quy định của nhà nước và phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Thế và các thầy cô cũng chú trọng cái việc mà thay đổi các bữa ăn để phù hợp với các em học sinh. Thế về nơi ăn chốn ở thì chỉ đạo các cái giáo viên chủ nhiệm quan tâm xây dựng nề nếp làm sao mà gọn gàng, sạch sẽ và cái kỹ năng sống của các em học sinh bán trú thì mạnh dạn, tự tin và chăm lo học tập. Chị Giang Thị Súa ở bản Sán Suối, xã Hừa Ngài có con gái học lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở của xã. Con gái chị học nội trú từ năm lớp 3 đến nay. Được các thầy cô chăm sóc dạy bảo, con gái chị đã trưởng thành hơn, biết tự lập và học hành tiến bộ. Nhà tôi cách trường 8 km, con gái về học nội trú nên rất yên tâm lao động sản xuất. Năm ngoái cháu được giấy khen, từ hôm đi học đến nay đã 3 tuần. Tôi mang chút quà đến đây cho con và các bạn trong phòng, động viên cháu để cháu ngoan ngoãn học tập tốt hơn. Đến trường, các em không chỉ được học chữ mà còn được tham gia nhiều hoạt động tập thể khác. Cách làm này đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu mà ngành giáo dục đã đề ra, đó là phát triển giáo dục toàn diện, kiến thức và nhân cách, đồng thời còn gieo cho các em những mơ ước đủ lớn, là động lực thôi thúc các em học tập tốt hơn. Bố mẹ kính yêu, con về trường học được,
3 tuần rồi, năm nay là năm thứ 4 học nội trú rồi, nên con không còn bỡ ngỡ nữa. Nội trú các bạn rất đoàn kết, tưởng bảo nhau học tập, chúng con còn được các thầy cô hướng dẫn học tập ngoài giờ nữa. Năm nay con sẽ phấn đấu học thật tốt để sang năm thi đỗ vào trường nội trú huyện. Chương trình tiếp tục với một số thông tin về nông nghiệp nông thôn. Thị xã Mường Lai hiện có 9 hợp tác xã đang hoạt động với trên 60 thành viên và tổng số vốn đăng ký hơn 26 tỷ đồng. Trong đó có 2 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, còn lại là các hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực vận tải, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Nhiều hợp tác xã đã thực hiện kinh doanh đa ngành nghề như kết hợp dịch vụ vận tải đường sông với nuôi trồng đánh bắt thủy sản nhằm khai thác nguồn lợi kinh tế từ lòng hồ sông Đà. Bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng thực hiện chuyển giao các mô hình trồng thử nghiệm một số loại giống mới và hỗ trợ máy làm đất đa năng tại xã Lai Nưa, tham gia các dự án đầu tư như sửa chữa, nạo vét kênh mương, phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình trồng lúa thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ tích cực đầu tư ứng dụng vào công nghệ sản xuất, chú trọng khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, các hợp tác xã đã góp phần giảm bớt sức lao động, tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định khoảng 2,5 triệu đồng một người trên một tháng cho người lao động. Năm 2019 này, thị xã Mường Lai phấn đấu thành lập mới 1 hợp tác xã và tạo thêm việc làm cho hơn 70 lao động trên địa bàn. Từ nguồn vốn các chương trình 134, 135 CP của Chính phủ, huyện Mường Trà đã tập trung đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đến nay, toàn huyện hiện có trên 87% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Năm 2019 này, huyện Mường Trà tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung rà soát số lượng dân cư khu vực nông thôn đang phải sử dụng các nguồn nước tự chảy, không qua xử lý. Trên cơ sở đó sẽ lồng ghép nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người dân không chăn thả gia súc ở khu vực đầu nguồn nước. Việc chú trọng đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh sẽ giúp cho người dân nâng cao sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mức độ xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh du lịch chưa cao so với các cửa khẩu khác ở biên giới phía Bắc, nhưng giao thương giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan thông qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã và đang góp phần tích cực vào việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ của tỉnh Điện Biên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Điện Biên là tỉnh duy nhất ở vùng Tây Bắc có chung đường biên giới với hai nước Lào và Trung Quốc, rất thuận lợi cho việc phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhằm phát huy thế mạnh thương mại biên giới, tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương về cơ chế chính sách và nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông ra biên giới và dọc tuyến biên giới, cơ sở hạ tầng chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, tỉnh Điện Biên đã được đầu tư hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thông thương với tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nếu như trước đây, cửa khẩu này chủ yếu phục vụ cư dân biên giới hai nước qua lại thăm thân, buôn bán nhỏ, xuất nhập khẩu hàng hóa gần như không phát sinh, thì đến nay đã tương đối hiện đại, có thể đáp ứng tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phát huy thế mạnh giao thương qua cửa khẩu này với các tỉnh vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, xa hơn là tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trong xu thế hội nhập nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Căn cứ vào cái chương trình của Cục về cái phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, mà đặc biệt là về ma túy, thì Chi cục cũng xây dựng các kế hoạch hàng năm, hàng tháng và triển khai kế hoạch đó. Và đồng thời về cái công tác thu thuế thì cũng đảm bảo coi như là áp dụng đầy đủ các chính sách về cái công tác quản lý nhà nước để làm sao mà các mặt hàng đảm bảo thu đúng, thu đủ và áp đúng cái thuế mà theo quy định nhà nước. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã phát hiện 20 vụ vi phạm, xử lý hành chính trên 66 triệu đồng và 2 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy. Thời gian qua thì lực lượng bộ đội biên phòng tại cửa khẩu Tây Trang đã phối hợp với lực lượng hải quan đã kiểm tra và phát hiện bắt giữ một số cái xe. Bây giờ họ cũng dùng những cái thủ đoạn là chế thùng xe và những cái hầm ngầm rất là bí mật. Cho nên là gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu.
Năm 2018, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã giải quyết thông quan cho 1.450 tờ khai hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa, với tổng kim ngạch đạt trên 40 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90% so với năm 2017. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh khác đi qua cửa khẩu gồm xi măng, vật liệu xây dựng, nông, lâm sản, đồ gia dụng, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị và nông sản. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thuộc cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã đạt hơn 22 triệu đô la Mỹ, thực hiện thu nộp ngân sách gần 12 tỷ đồng. Về công tác phối kết hợp thì đặc biệt là giữa hải quan biên phòng đã có quy chế, xây dựng quy chế phối kết hợp từ cấp tổng cục và bộ tư lệnh biên phòng, trong đó về các cục và chi cục thì cũng đã ký kết quy chế phối hợp giữa hải quan Tây Trang với lại đồn biên phòng Tây Trang và đồn biên phòng Hội Quốc, và cũng có là hàng chế độ giao ban sơ kết tổng kết, và hiện tại thì không vướng mắc và công tác phối hợp rất tốt. Trong thời gian tới, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội đàm, ký kết biên bản hợp tác phát triển kinh tế giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, Vân Nam, hoạt động giao thương qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang sẽ sôi động hơn, góp phần thực hiện mục tiêu nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tỉnh Điện Biên năm 2019 lên 83 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 50 triệu đô la Mỹ. Chương trình thời sự tối nay đến đây cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Điện Biên Đài Phát thanh Truyền hình. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình thời sự sau.